Ủa, con gái vàng ngọc của mẹ đang chơi gì á? À, con chơi Rapunzel hả? Con chào cô chú đi. Hết gì con? Hết công chúa luôn. Rồi bây giờ con nhìn lên camera con chào cô chú. Nè, nhìn chào cô chú nè. Nhìn vô cái video đàng hoàng. Nhìn vô đàng hoàng. Nhìn vô camera đàng hoàng. Bây giờ con chào đi rồi mẹ 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 sửa cho. Con chào cô chú cái mẹ sửa cho. Nhìn vô camera đàng hoàng con chào cô chú, ông bà. Nhìn vô. 1 2 3. Con Hello, ông bà. ông bà. Cô chú ông bà có khỏe không? Cô chú ông bà có khỏe không? Nói đi con. Con phải sửa cái đó hả? Nhưng mà con phải chào mong mốt mẹ 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 mở cái camera lên, cái câu đó phải là cái câu nói đầu tiên của con nghe chưa? Con xin chào cô chú ông bà. Cô chú ông bà có khỏe không? Trời ơi, nó sắp xếp hay vậy ta. Tự nhiên nó lại lấy công chúa ra, nó bỏ công chúa vô đó ngồi. Có được không? Thì sao con trời ơi hay vậy ta. Chay Chay nói giùm mẹ câu đó coi. Cô chú ông bà có khỏe không? Nói 1, 2, 3. Nói. Thôi nghỉ chơi với con Chay đi. Con nói cô chú ông bà có khỏe không? Bây giờ con nói chào đi rồi mẹ chỉ cho. Cô cô Nhưng mà cô chú ông bà có khỏe không? Khỏe ru. Ừ. Rồi. Mẹ 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 sửa cho con. Con nhìn ai vậy? Con muốn này ngồi phải không? Nè, nè dạ mẹ ơi giỏi. Thế nè, ngồi đây nè, ngồi đây đi. Thôi đứng đi chứ ngồi làm chi? Con muốn ngồi hả? Ok. Oh, it's not working, right? Ok, ngồi rồi. Yeah. Cảm ơn mẹ. Đúng rồi, không có gì đâu con yêu ơi. Nè con yêu ăn này không? Rồi nói con nói ba mở cho con. Daddy, can you open it for her? Ủa sao nãy con chọn mà. Con nói làm sao? Con nói mẹ ơi làm sao? Mẹ sao con? Mẹ nghe. Mua ăn cái đó phải không? Con mẹ mở cho con rồi con nói làm sao? Con cám gì? Con cám gì? Con có mời cô chú chưa? Mời. Con cám Con cám ơn mẹ, con mời cô chú. Ông bà. Thơm không? Thơm mùi gì? Ok. Thơm mùi gì á? Mùi gì? Thơm mùi gì con? Mùi 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 popcorn. Con nói đi thơm mùi popcorn. Bây giờ này con đổ cái nón. À thơm mùi đó đó ha con. À bây giờ nè con đổi cái nón này lên cho cô chú ông bà coi nè. Cái nón này giống như là cái nón đây nè, đó. Ủa không đổi lên hả? Làm sao vậy? Một chút nữa mẹ nhắn tin cho mẹ A Trì coi. Coi coi A Trì bữa nay coi coi ở nhà với mẹ hả, ở nhà với ba nha. Mà A Trì là bạn thân của ai? Ờ bạn thân của Chay, của mẹ, của ba luôn hả? Còn cô chú là bạn thân của ai? Cô chú là bạn thân của mẹ hả? Có phải bạn thân của Chay không? Dạ không hả? Trời ơi. Vậy là cô chú không phải bạn Chay nha. Cô chú là bạn của mẹ. Đúng rồi, nói đúng mà. Cô chú sao làm bạn thân Chay được? Chay còn nhỏ xíu à. Chay còn nhỏ xíu như hạt tiêu đánh đá vậy đó. Ủa không phải hả? À, Chay lớn. À, Chay cao, Chay lớn rồi. Còn nó nhỏ xíu, nó hồng, nó đứng lên, nó nhón chân, nó lớn rồi, có được không? Được không? Con nói mẹ ơi con lớn rồi. Đúng rồi, con mấy tuổi rồi? Mấy tuổi? Đếm coi. Cái gì? 7 tuổi hả? Mấy tuổi? Đếm. 1 2 3.
đúng rồi, chay ba, con nói con 3 tuổi. Con 3 tuổi. Nói lớn lên, khẳng định vô. Con 3 tuổi. Con 3 tuổi. Đúng rồi, tuổi con gì á? Tuổi con gì? Con gà. Đúng rồi, chay tuổi con gà nha. Mẹ mẹ tuổi con gì? Mẹ tuổi mẹ tuổi con gì? Mẹ tuổi con heo phải không? Không, mẹ tuổi con gà luôn, mẹ tuổi con gà giống chay á. Mẹ là con gà lớn, chay là con gà nhỏ, phải không? Ngon không con? Nó giỡn mặt với tôi, con này nó giỡn mặt đây nè. Giỡn mặt. Giỡn mặt nè. Ngồi đàng hoàng. Có được không? Ngồi dậy, ngồi dậy, ngồi dậy, ngồi dậy, ngồi dậy. Thiên sứ tình yêu, ngồi dậy đi thiên sứ tình yêu. Thiên sứ tình yêu. Thiên sứ tình yêu ơi, thiên sứ tình yêu ơi. Thiên sứ tình yêu. Con đi về Việt Nam chơi không? Dạ. Ủa sao vậy? Không, bà Nhung. Ủa đâu phải Việt Nam có bà Nhung. Việt Nam có bà ngoại, có ba Ly, có Vincent. Có bà Bảo, có mẹ Ngân. Con đi về á, con đi điện máy xanh. Điện máy xanh hu qua hu qua hu qua. Chay nó xạo xạo gì chứ nó mà được về Việt Nam một cái trời chứ nó vui lắm á cô chú ơi. Hàng ngày có người có đồ chơi với nó hang trội chắc nó mê Việt Nam lắm. Hồi nhỏ nó chưa biết gì chứ mà bây giờ hả? Nó ham chơi cái kiểu này là nó mê Việt Nam vô cùng luôn á. Về cho sao cho mong cho vaccine hết hết cái mà cho mày chích cho chay mũi vaccine cái cho chay về Việt Nam ha. Việt Nam học tiếng Việt ha. Về Việt Nam ở 3 tháng nha. Nha. Ok, Việt Nam ở 3 tháng. Ở cho vừa học tiếng Anh nè, ô vừa học tiếng Việt nè, vừa chơi với lại hả cô chú anh chị quá trời luôn. Ừ, con có mặt nó là cô chú. Quýnh nè, quýnh nè. Quýnh nè, quýnh nè. Chay à, ngồi dậy đàng hoàng, con ngồi dậy đàng hoàng đi, mẹ không có chơi với con nữa đâu. Ngồi dậy. Ngồi dậy. Ngồi dậy. Nè, con uống nước không? Con uống nước không con? Dạ mẹ ơi. Mẹ cho con xin miếng nước. Đúng rồi. Con cảm ơn mẹ. Đúng rồi. Trời ơi, leo mù phẹt đẹp ghê. Đúng rồi, đeo mô phẹt đẹp ghê. Ủa, mất tiêu hả? À, mất tiêu mô phẹt rồi. Đeo mô phẹt đẹp ghê. À, mô phẹt đó hả? Ờ, còn mà con có muốn đi qua Atri chơi không? Dạ. Atri đi học hoài ha. Ngày nào cũng đi học hết đó, chán ghê. Con có muốn đi học không? Muốn đi học không? Không hả? Con muốn làm gì? Con muốn làm gì? Thôi đi học đi, mai mày đăng ký cho đi học. Giờ con muốn đi học không? Mai mày đăng ký đi học nha. Con muốn đi Atri. Con muốn đi Atri thì đó, Atri đi học đó thì con đi học chung với Atri đi. Con muốn đi Atri. Thì đó để cho Atri đi học mà. Con muốn đi Atri. Thì đó con đi với Atri là con đi học đó. What should I do? Do you want to do? Con muốn đi Atri. Nói tiếng Việt. Con muốn thấy mẹ. Con muốn thấy ai? Muốn thấy ai? Anh. À, muốn thấy anh hả? Trời, anh nào? Okay. À, anh ở ngoài đường hồi nãy chơi đánh banh ở ngoài đường hả? Dạ. Không có, anh đó, anh lớn, anh đâu chơi với con đâu. Con muốn thấy anh chi? Con thấy anh. Thôi, đừng có thấy anh chi. Thấy mẹ đi. Muốn thấy, muốn gặp, muốn nhìn, không nói. Muốn thấy. Trời ơi, con đó trời ơi. Trời ơi, nó dán lại. Chi vậy? Trời. Chi vậy? Mày cầm hả? Ok, mày cầm này. Rồi giờ con làm cái gì? Đi đâu hả? Đi đâu hả? Ủa, đi đâu hả? Rồi, xong luôn. Mà con đi đâu? Nhưng mà con phải nói với mẹ là con đi đâu mới được. Đi đâu?
No. Bà đi đâu là đang nghỉ ngơi. Đi đâu? Không. Lên lầu chi rảnh. Sao? Let's go outside. No, it's cold outside. Không, ngoài trời đang lạnh. Let's không có đi. To our house. Ok, đi vô nhà, đúng rồi. Vô nhà của mình. Nói đi con. Nhà của mình. Khi hai ta về một nhà. Khép đôi mi chung một giường. Đôi khi mơ cùng một giấc. Thức giấc chung một giờ. Phải không? Phải. À, ba là người yêu của mẹ. Chứ ai? Ba là... Ủa, ba là người yêu của Chay hả? Đúng rồi, ba... À, của mẹ của Chay luôn, đúng rồi. Rồi ba là bạn thân nhất cuộc đời mẹ. Gì con? Sao ạ? I love you, mommy. Oh, I love you more, sweetheart. Ôi, con thương rồi hả? Trời, tự nhiên Chay lại ôm I love you, mommy, có được không? Được, vẫn, con nó vẫn mặt hàng sau nè. Kỳ ghê á. Trời ơi, tự nhiên là AW mommy. Con No, jacket.